Trời ngủ mà. Ăn gì rồi? Ngày hôm qua mẹ mình thấy ăn một cuốn siêu to khổng lồ. Trời ơi thèm chảy nước miếng. Bữa nay vô làm cuốn ăn hứa nổi không nha. Trời trời, nghe nói cha mẹ kem thèm gỏi cuốn á, sáng dậy sớm này đi chợ mua rau cải, bún, bánh tráng với thịt heo nè. Còn tôm á thì nhà có cha có sẵn. Cái gỏi cuốn này em cuốn cho cha mẹ em ăn á, ăn lần chắc ngắt cả năm luôn á. Trời ơi, em nghe mọi người nói á, trên Sài Gòn á bán một cuốn 70-90 nghìn cái. Thôi bây giờ mọi người chịu khó nè, đi chợ mua đồ gì tự gói ăn cho nó đã. Trời ơi, em mua có 100 nghìn á, mà gỏi cuốn nào cuốn nấy khổng lồ như thế này nè, mà cả gia đình ăn cũng hết nữa. Đây nha mọi người, gỏi cuốn siêu to khổng lồ vào đây cho cha mình ăn nha. Gì rồi? Vô ăn đi, rửa tay ăn một cuốn. Cái này còn giác nữa ăn gì. Con nghe cho thèm gỏi cuốn nè. Thôi. Ăn cái này là chắc có giác nha. Ăn gỏi cuốn này xong là một đống sáp ăn lại. Quá gỏi cuốn rồi. Ăn cái gỏi cuốn này là một năm sau mới ăn lại được. Nhớ tới già. Tao gọi hết cơm rồi. Thế là chăng chưa? Hả? Sáng ăn cơm chưa? Ăn rồi ăn. Mọi người đón thử xem là cái gỏi cuốn này á, là cha của em ăn hết không? Đang quay thì ông shipper ông gọi á, kêu em đi ra lấy hàng. Ở đây là cái phần quà mà chị gái của em ở thành phố Hồ Chí Minh gửi về tặng mẹ ăn tân gia nhà mới. Còn đây là cái màn chuỗi hạt là em tặng cho mẹ nha. Rồi bây giờ mẹ chuẩn bị đập cái hộp quà của chị gái gửi nha. Ở đây là cái nồi chiên không dầu nha mọi người. Được. Hồ Chí Minh gửi về tặng. Dạ, con gà hai. Hỏi cái tiền tiền trời. Tiền sao? Mới mua con gà nướng thử test thử cái lò chiên không dầu của chị gái của mình nha. Wow. Thằng hấp dẫn quá. Ngon quá. Ngon quá à. Rồi, cốt gì vô hổ? Cốt gì vô? Ngon quá trời. Hấp dẫn quá mọi người. Xé tét cái luôn. Đẹp nghe ngược lên. Ôi, sẽ thử cái nồi chiên không dầu nha. Đầu tiên. Nó nghe đừng có bỏ trong tủ cắt nha. Cái bia đi. Mày ơi cái đùi nè, ngon quá à. Test thử nồi chiên không dầu. Sướng. Em cậu vợ nè. Em vợ. Thật hả? 1 2 3 vô. Em muốn cái đít em mà nãy em bệnh á.